Chúc mừng sinh nhật nữ hoàng. Chúc nữ hoàng thêm tuổi mới lại càng khỏe mạnh, xinh đẹp, là chỗ dựa của loài chim trong rừng ạ. Hôm nay tất cả đều tề tựu đông đủ ở đây để chúc mừng sinh nhật ta. Ta vui lắm. Cun Cút bị bệ nư, sao không thấy có mặt? Phải rồi, cô ấy vốn nhút nhát, có thể là không thích đến chốn đông người. Không đâu, rõ ràng hôm qua cô ấy nói với mình là sẽ tới mà. Nhưng sao giờ này mà Cút còn chưa đến nhỉ? Hôm nay là ngày quan trọng của nữ hoàng, cô ấy không đến tham dự, đúng là không biết phép tắc, không nể mặt nữ hoàng gì cả. Chim khách, ngươi thử tới nhà của Cun Cút tìm xem. Ta muốn biết tại sao cô ấy lại bỏ lỡ cuộc vui này. Ta thực lòng muốn mời tất cả mọi người tới dự sinh nhật của mình kia mà. Tuân lệnh nữ hoàng, tôi sẽ đi ngay đây ạ. Cun Cút ơi, cậu có nhà không thế? Cút ơi. Tớ đây. Chim khách à, sao cậu lại tới tận đây thế? Tớ rét quá. Trời ạ, thời tiết lạnh, cậu ăn mặc phong phanh thế này thì sao mà đủ ấm chứ? Thế này thì sao chịu nổi được qua mùa đông đây? Nào, mau cùng tớ đến bữa tiệc mừng sinh nhật của nữ hoàng. Tất cả đang chờ mỗi cậu để khai tiệc thôi đấy. Tới buổi tiệc ư? Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà tớ có chăm chỉ kiếm ăn quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Tớ chỉ có một chiếc áo này thôi, lấy đâu ra trang phục đẹp mà tới đó chứ? Rồi mọi người sẽ chê cười tớ, cho mà xem. Cậu cứ tới đi, nữ hoàng đã chỉ đích danh tớ đi đón cậu tới đó đấy. Cậu muốn làm người không vui trong ngày sinh nhật này ư? Nhưng mà bộ áo nâu này tớ không đi đâu đâu, mất mặt lắm cậu à. Ôi trời ạ, à, tớ đã nói thế rồi, cậu còn không mau lên. Xấu đẹp gì thì cũng phải đi. Một khi Phượng Hoàng mà nổi giận thì tớ không biết những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu nhé. Thưa nữ hoàng, tôi đã mang Cun Cút tới rồi đây ạ. Dạ, thưa nữ hoàng, Cun Cút tôi đã đến ạ. Kính mong nữ hoàng thứ lỗi vì tội chậm trễ này ạ. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, cậu ấy đúng là bị ép đi, nhìn không có vẻ vui tươi gì cả. Cậu ấy có đến thì cũng phải thay bộ đồ khác đi chứ nhỉ? Chẳng lẽ nghèo túng đến mức không còn món đồ nào khác ngoài bộ đồ nâu sòng sơ sát này ư? Mọi người đang bàn tán về mình kìa, đúng là vừa xấu hổ vừa lo sợ. Không biết mình có làm nữ hoàng nổi giận với bộ dạng này không nữa. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hôm nay mỗi loài chim tề tựu đông đủ ở đây, hãy tặng cho Cun Cút một chiếc lông. Cô ấy khó khăn không đủ áo ấm, nên cần tất cả chung tay quyên góp một chút để may được bộ đồ mới. Các người có đồng ý không? Vâng ạ, chúng tôi đồng ý. Nữ hoàng của chúng ta thật là nhân từ độ lượng. Đa tạ nữ hoàng, đa tạ mọi người. Cun Cút tôi không biết lấy gì để báo đáp mọi người cả. Vẹt ơi, mình nhờ cậu kết những chiếc lông này thành một chiếc áo thật đẹp cho Cun Cút nhé. Được thôi, chúng mình rất sẵn lòng. Đẹp quá, đúng là một chiếc áo có 102 trên đời này. Họ nhà Vẹt thật khéo tay, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Cun Cút, hãy ghi nhớ tấm lòng thơm thảo của tất cả các loài chim đã dành cho ngươi. Cun Cút tôi xin cảm ơn nữ hoàng, cảm ơn tấm lòng của tất cả. Xem kìa, kìa chẳng phải là Cun Cút trong chiếc áo mới được chúng ta quyên góp để tặng trong buổi tiệc lần trước đó ư? Đúng là người đẹp dị lụa nhỉ, cậu mà không nói thì tôi còn chẳng nhận ra ấy chứ. Tôi đã quên luôn hình hài quê mùa xấu xí của cậu ấy trước đây rồi. Này,
Cậu vừa nói gì thế hả Họa Mi? Cậu bảo ai xấu xí, cậu chê ai quê mùa cơ. Tớ cũng chỉ có ý khen cậu mà thôi. Thực sự cậu mặc chiếc áo này đẹp lắm Quân Cút ạ. Lại chẳng thế à. Bây giờ sau Phượng Hoàng thì chỉ có tớ là người đẹp thứ hai trong vương quốc các loài chim này thôi. Này Họa Mi, Vẹt, các cậu nên cảm thấy may mắn vì giờ này tớ vẫn còn đang nói chuyện với hai người đấy nhé. Kìa Vẹt, cậu có nghe những gì mà khi nãy Quân Cút nói với chúng ta không? Cậu ta trở nên kênh kiệu, ngạo mạn từ khi nào thế? Cái gì mà chỉ xinh đẹp sau Phượng Hoàng? Tên của nữ hoàng để cậu ta tùy tiện gọi như vậy hay sao hả? Cậu nhìn đi, hai tay của tớ sơn sát ra cả, vì hôm trước phải hì hục kết ra chiếc áo đẹp ấy cho cậu ta đi. Vậy mà bây giờ cậu ta còn lớn tiếng lên mặt với tớ kìa. Đúng là đồ vô ơn. Tớ sẽ bay đến cái cây cao nhất ở đằng kia, gọi tất cả mọi người đến. Chúng ta cùng tới tìm Cun Cút để đòi lại lông. Không thể để cậu ta được thể kiêu căng như vậy nữa. Kìa, mọi người thấy mình xinh đẹp khác xưa, lại được nữ hoàng yêu quý, nên đến tận nhà tớ để lấy lòng đấy à. Bọn tớ chờ cậu đã nửa ngày hôm nay rồi đấy. Thì ra cậu lại đến mua vui và nịnh nọt nữ hoàng nữa ư? Đúng vậy, sau khi lột xác, nữ hoàng vô cùng yêu quý tớ. Các cậu cũng thấy rồi đây, bây giờ tớ đã lộng lẫy như thế này rồi, không thể ở mãi trong căn nhà lụp xụp thế được. Hay là các cậu hãy xây cho tớ một ngôi nhà mới đi, tớ sẽ nói tốt trước mặt nữ hoàng cho. Cun Cút à, tất cả mọi người đều vô cùng yêu quý cậu, nên mới góp mỗi người một chiếc lông để tớ làm ra một chiếc áo xinh đẹp dành tặng cậu. Vậy mà giờ cậu lại coi thường và khinh miệt chúng tớ. Ừ, thì sao? Cậu định làm gì đây? Thì sao à? Tớ làm ra được thì cũng phá hủy được nó. Bây giờ tớ sẽ gỡ chiếc áo ấy ra để trả lại từng chiếc lông cho mọi người. Đúng vậy, đòi lại đi. Cậu thật đáng ghét. Bọn tớ sẽ lấy lại lông về, xem cậu còn quên qua với ai. Ôi, dừng lại đi. Tôi sẽ đi mắt với nữ hoàng. Tất cả hùa vào định bắt nạt tôi đấy ư? Tôi sẽ không chịu thua đâu. Ôi, đau quá. Trả lông đi. Không, không, cứu, cứu. Ta không cho ngươi lông nữa. Đồ hợm hỉnh, đồ ngạo mạn, đồ đáng ghét. Không, hãy tha cho tôi. Dứt hết lông nó đi. Các loài chim tức giận đòi lông lại. Thế là Cun Cút chỉ còn lại tấm áo nâu sồng sơ xác y như cũ. Kể từ đó, Cút suốt ngày rụt rè nép mình trong bụi cỏ kêu cút cút, đi đâu cũng chỉ dám cúi mặt vì xấu hổ, trông rất thảm thương. Chúng ta cần trân trọng những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn. Những kẻ vô ơn sẽ không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp. Sứ mệnh của những hạt cơm. Hoa Hoa, nhanh xuống ăn cơm nào. Con không ăn cơm đâu, con không thấy đói, với lại con chán cơm lắm rồi. Nếu con không ăn cơm thì chiều nay mẹ sẽ không cho con sang nhà của bạn Mai chơi đâu nhé, con chọn đi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải suốt ngày ăn cơm chứ? Thật là vô vị, con chán nó đến tận cổ rồi. Tại sao con không thể ăn những thức ăn khác được hả mẹ? Có rất nhiều món ngon ngoài kia mà. Con có biết ngoài kia có rất nhiều người không có cơm để ăn và khổ sở vì đói không? Con có nghĩ rằng nếu một ngày con không có cơm để ăn thì con sẽ thế nào chưa? Có nhiều món ngon khác thật, nhưng không có món nào có thể thay thế mãi cho cơm được đâu. Được rồi, con ăn cơm là được chứ gì. Mẹ ơi, con phụ mẹ lau bàn, thế nên chiều nay mẹ cho con đi chơi với bạn Mai, mẹ nhé. Được rồi. Ai đấy? Ai đang khóc đấy? Là tớ đây. Này hạt cơm, là cậu đang khóc phải không? Dạ. Cậu nói được tiếng người à? Mà tại sao cậu lại khóc thế? Là vì cậu đã làm rơi tớ ra khỏi bát, và cậu lại định vứt mình đi không thương tiếc. Tại sao cậu lại nỡ làm như vậy chứ?
tớ còn chưa hoàn thành được sứ mệnh của tớ mà. Điều đó bình thường mà. Hôm nào ăn cơm mà tớ chẳng làm rơi vãi thức ăn, và chẳng có thức ăn hay hạt cơm nào lên tiếng phàn nàn về điều đó cả, ngoại trừ cậu. Cậu có biết, khi chúng tớ còn ở trên cánh đồng, chúng tớ đã luôn phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn và mong sẽ trở thành những hạt cơm có ích để hoàn thành sứ mệnh được giao hay không? Ngày tớ còn nhỏ, nhiều anh em của tớ đã không còn cơ hội vì bị chuột, chim ăn mất. Tớ đã phải cố gắng rất nhiều cho đến bây giờ. Chẳng lẽ tớ lại phải chịu thất bại sao? Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu gì cả. Sứ mệnh gì? Thất bại là sao? Có chim sẻ đến. Chim sẻ đến đấy. Cẩn thận. Ôi, chúng ta sẽ bị nó ăn mất thôi. Làm sao chúng ta có thể tránh được chứ? Cứu với, cứu với. Ôi không, anh chị ơi. Tôi phải chạy trốn thôi. Đáng sợ quá. Đây hạt lúa bé bỏng, sao con lại khóc? Anh chị em của con vừa bị lũ sẻ đáng ghét ăn mất rồi. Con sợ quá. Nỗi sợ chắc sẽ làm chúng con héo úa và hư hại mất thôi. Mục đích của chúng con đến với cuộc sống này là để làm gì kia chứ? Đừng sợ, hạt thóc bé bỏng của ta, các con sau này sẽ trở thành những hạt gạo, hạt cơm có ích và giúp con người. Vậy nên dù có khó khăn, nguy hiểm thế nào chăng nữa, các con vẫn phải thật kiên cường, phải phát triển thật tươi tốt để giúp ích cho đời. Và đó là sứ mệnh của các con. Các con xuất hiện trên thế gian này là để nuôi dưỡng những sự sống khác, nuôi sống con người. Có các con thì con người mới đủ sức khỏe để làm mọi việc. Như vậy cuộc sống và thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy sự xuất hiện của các con là rất có ích đấy. Hãy cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình nhé các con. Chúng ta là những hạt lúa có ích đấy. Thật tự hào, mình muốn trở thành một hạt cơm giúp con người no bụng. Chúng ta thật sự quan trọng với con người đó. Chúng ta chính là nguồn gốc của sự sống. Chúng ta phải cố gắng thôi. Chúc mọi người phát triển thật tươi tốt. Các bác nông dân đã ngủ say rồi. Đã đến giờ ăn của ta. Ôi giời, nhìn những hạt lúa mới béo ngậy làm sao. Trời ơi, một con chuột hung ác đang đến kìa. Chết rồi, chết mất thôi. Nó đến kìa, né ra mau. Lũ yêu ớt các người thì làm được gì ta? Cứ ngoan ngoãn mà vào bụng ta đi. Không, không thể như thế được. Đồ quái vật độc ác. Anh chị em ơi, chúng ta có hy vọng rồi. Hy vọng gì? Cứu với, chú đại bàng ơi, cứu chúng tôi với. Có một con chuột độc ác đang ở đây này, cứu với. Các cháu, hãy đợi ta. Cứu với, cứu chúng tôi với chú đại bàng ơi. Chết tôi. Gã chuột hung ác, dám tác hoài tác quái mùa màng. Thả ta ra, thả ra, gã đại bàng kìa. Chúng ta được cứu sống rồi. Hoan hô, hoan hô. Bão tới đấy, mọi người cố gắng lên nào. Chúng ta không thể ngã gục được. Lạnh, lạnh quá. Nhưng chúng ta phải cố gắng để trở thành những hạt cơm có ích. Ôi, chúng ta đã trưởng thành rồi. Vậy là mình sắp trở thành hạt gạo và hạt cơm trắng ngần rồi. Mình mong chờ ngày ấy quá đi mất. Tớ được thu hoạch rồi nè. Tớ sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người trở thành những hạt cơm thật thơm ngon nha. Ôi không, chúng ta sẽ bị bỏ lại mất. Chúng ta sẽ bị vùi lấp hoặc bị bọn chim chuột nuốt chửng mất thôi. Mình muốn trở thành những hạt cơm có ích cơ.
Làm ơn hãy hốt chúng tôi lên và bỏ lại vào bao. Chúng tôi muốn được gặp con người trên bàn ăn, chứ không phải nằm lại đây trên cánh đồng này. Còn sót nhiều gạo quá này anh, kỹ hơn chút nữa nha. Gạo này quý lắm đấy anh ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ. Cậu thấy không, chúng tớ đã phải trải qua cả một hành trình dài với những khó khăn và nguy hiểm. Điều khiến chúng tớ vui mừng nhất là được trở thành những hạt cơm có ích giúp đỡ loài người. Vậy mà đến lúc được nằm trên bàn ăn rồi, tớ lại bị cậu làm rơi xuống bàn và trở thành một hạt cơm thừa, sắp bị ném đi. Tớ xin lỗi, nhưng mà... Tớ thật bất hạnh, tớ không muốn sau bao cố gắng thì lại bị trở thành rác đâu. Cậu sẽ nhẫn tâm hất bỏ tớ vào thùng rác kia sao? Tớ xin lỗi, tớ đã biết cậu đã vất vả như thế nào. Mẹ tớ cũng hay nói rằng không được lãng phí đồ ăn, vì ở ngoài kia có rất nhiều người đang lâm vào cảnh thiếu thốn thức ăn. Nhưng tớ đã làm lơ và không nghe lời mẹ. Cảm ơn vì cậu đã cho tớ nhận ra được nhiều điều. Tớ sẽ giúp cậu thành hạt cơm có ích. Mọi người ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành sứ mệnh, trở thành hạt cơm có ích rồi. Cảm ơn cậu, Hoa Hoa. Mình rất vui vì đã gặp cậu. Con đang làm gì đó? À, con chỉ đang giúp một hạt cơm bé bỏng làm điều có ích thôi ạ. Mẹ ơi, sau này con hứa con sẽ nghe lời mẹ, không mè nheo và lãng phí thức ăn nữa đâu ạ. Ồ, con của mẹ đã nhận ra điều đó rồi sao? Ai đã khiến con thay đổi nhanh chóng như vậy? Là một hạt cơm bé nhỏ đã nói con nghe sứ mệnh của bạn ấy đấy mẹ. Mẹ có tin không? Mẹ tin chứ. Bí mật trong chiếc áo cũ. Ông ơi, nghỉ tay vào ăn đi đã. Nhanh không là mì tôm lại nở hết ra đấy. Ừ, được rồi, tôi vào ngay đây. Mì trong nhà còn khoảng mấy bữa nữa hả bà? Ờ, còn vài gói, cũng đủ sang mấy ngày kia ông ạ. May là vừa rồi nhà nước cứu trợ kịp thời bà nhỉ. Nước lũ lên, cả làng bị cô lập. Nhờ được phát mì với lương khô, chúng ta mới cầm cự được lâu như vậy. Ừ, tôi ngẫm thấy mình vẫn còn ổn hơn rất nhiều người. Tôi ăn xong rồi đấy, bà dọn rồi nghỉ đi. Chiều cùng tôi lên chợ đông ít gạo. Chứ ngày kia hết mì rồi thì chả còn gì mà ăn. À đấy, sáng tôi sang nhà bà Quyên mượn xe đạp mà thằng Mạch nó mang đi đâu chưa có về. Nếu muộn quá thì phải để mai đi sao vậy? Cô Dung, chú Khang ơi, cháu về rồi đây. Đây rồi Mạch, cô mới vừa nhắc đến cháu xong. Cứ tưởng là chiều nay không có xe đi luôn chứ. Cô hoặc chú lên xe đi, cháu chở ra nhà văn hóa mà nhận quần áo. Có đoàn từ thiện về, họ mang tới nhiều quần áo cũ lắm. Thật là tốt quá rồi, đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi hết. Mới lúc nãy cô còn đang lo gió mùa về thì lấy đâu ra quần áo ấm mà mặc đây. Thôi, Mạch chở chú ra xin mấy bộ đồ gọn lẹ rồi về còn nhiều việc. Mãi mà đi, lựa đồ rồi thám chuyện, có mà hết cả buổi chiều cũng nên. Ông lại được thể nói tôi đấy à? Thì tôi nói đúng mà. Mà thôi, đi mau mau đã chú Khang. Người làng đứng chờ cả cái nhà văn hóa rồi. Nhà cô chú ở sớm trong nên tin tức đến chậm thôi. Người ta cho cái gì thì cứ xin hết ông nhé. Còn con bông nhà mình đang nằm co ro trong chuồng ấy. Lúc đói rét có mảnh áo rách quấn cho nó cũng quý. Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây. Cháu chào cô nha. Hình như đây là ô tô của đoàn từ thiện thì phải. Họ đến từ khi nào, sao đã về sớm vậy nhỉ? Dạ, cháu cũng đang thắc mắc. Lúc trưa cả nhà đang ăn mì thì có tiếng xe tới. Mẹ cháu và mấy cô nhà bên cạnh chạy sang luôn.
cháu ra lựa được mấy bộ đồ thì qua đón chú luôn á. Không xong rồi. Sao thế? Có thể nhiều người lấy quá, phát xong là đoàn họ về luôn đấy chú ạ. Nếu xe đồ đó hết thật rồi thì nguy. Làm sao mà nhanh thế được. Chú ơi, vào trong xem còn gì không thì lấy mau đi. Ơ kìa, sao nhà ông Khang bây giờ mới tới? Bên trong họ đang dọn dần rồi đó. Nhà tôi có chút việc nên tới hơi muộn một chút. Mọi người đã nhận đồ xong hết rồi đấy à. Thì phải nhanh tay chứ. Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau mà ông. Họ không mang đồ tới thêm nữa, nhưng mà bên trong vẫn còn nhiều đồ lắm. Ông cứ vào mà chọn. Thôi, chúng tôi về đây. Vâng, các bà về ạ. Cái này chắc là ấm lắm. Mình đang cần một cái áo dạ dài để mặc qua mùa đông. Lúc nãy tôi bảo chú mang cái áo kia về cho anh, thì chú cứ mãi chọn đồ cho mình. Anh chú là khó có đồ mặc vừa lắm đấy. Xem kìa, ông Khang ông ấy cầm mất rồi. Thì chồng chị cũng phải lấy cho anh ấy chứ. Sao lại đùn đẩy sang em? Tôi còn lấy đồ cho mấy đứa nhỏ. Thêm đồ của anh chú, người ta lại bảo tôi tham lam. Chị cầm chiếc áo này về cho anh đi ạ. Ở đây còn nhiều đồ tôi mặc vừa, tôi sẽ lựa tiếp. Cảm ơn anh. Cái này bà vợ mình ở nhà mặc được ấy nhỉ? Sau nãy giờ tôi không tìm thấy có cái áo len nào nhỉ? Nhà chẳng còn cái áo ấm nào. Đêm hôm qua lạnh buốt hết cả hai tay. Vậy bà cầm chiếc này đi ạ. Áo len này ấm lắm. Cảm ơn anh. Thế anh không lấy nữa sao? Cháu định lấy chiếc này cho vợ cháu, nhưng bà cần nó hơn, để cháu lựa chiếc khác. Kìa, đừng lấy cái đó. Vừa nãy lúc đông người đồ ra, có cả đàn gián chạy ra từ lớp lót trong áo luôn. Đúng rồi, bên trong nó đầy vết gián gặm. Tôi đang định lát nữa thu dọn xong thì lấy nó để lau sàn đấy. Thôi, để tôi mang nó về vá vào mặt thảm, để làm vẽ thì uổng lắm. Đây, sao ông phải khổ thế? Vẫn còn vài cái nữa cơ mà. Cái áo dán gặm lòi hết cả phần bông bên trong ra rồi còn gì đâu. Chiếc ấy dày dặn, nhường cho cụ chị ạ. Chắc là cụ cũng cần đến nó. Chiếc áo này tuy cũ, rách, nhưng chỉ cần vá lại một chút là vẫn có thể mặc qua đợt lạnh này được. Tôi lấy thêm hai cái này cho vợ tôi ở nhà, còn lại để nhờ người đến sau. Biết đâu vẫn có người đến muộn hơn cả nhà tôi nữa. Thôi, tôi về hai chị nha. Thật hết nói nổi với ông. Thôi thì cũng kệ, tính người ta như thế rồi. Ông về rồi đấy à? Đấy, tôi biết ngay là lại thế này mà. Ông lại cứ nhường cho mọi người, rồi mang về mấy cái áo rách nát này đúng không? Tôi cũng không muốn thế. Tôi định chọn cho bà một chiếc thật đẹp. Nhưng mà ai cũng khó khăn, nên... Ôi trời ơi, ông Khang ơi là ông Khang. Bao năm nay ông vẫn cứ vậy làm sao nhỉ? Thân mình không thương, lại cứ đi thương người khác. Cũng tại ông hay cả nể thế, nên nhà ông mãi vẫn cứ nghèo. Ôi da. Bà sao thế? Rõ khổ. Bao nhiêu áo lành lặn ông chả lấy. Lấy về đúng hai cái áo rách, để tôi lại phải ngồi vá lại. Ôi trời ơi, bà làm gì mà khâu cái áo cũng bất cẩn, để chảy máu tay thế này. Cái áo khoác ở chỗ rách có vật gì đó, không đâm kim qua được ông ạ. Đây là một miếng nhựa bà. Bà đưa tôi cái kéo cắt ra xem sao. Chưa để thế này thì sao mà mặc đây? Hả? Đây là cái gì? Một tấm thẻ ngân hàng sao? Ai lại đi lấy thẻ ngân hàng để vá áo bao giờ hả ông? Ở đây còn có kèm một mảnh giấy nữa này.
để tôi đọc xem sao. Tôi xin lỗi vì đã mang cái áo này để ủng hộ. Vì nó quá cũ và xấu xí nên chắc ít ai chọn. Nếu ai đã buộc phải dùng nó, chắc hẳn người ấy rất khốn khó, nghèo khổ tận cùng. Tôi đã để trong chiếc áo đó một chiếc thẻ ATM và số điện thoại của tôi. Hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ cho chủ nhân mới của chiếc áo mật khẩu để rút tiền. Trời ơi, tin được không? Có chuyện này thật sao? Để sáng mai tôi nhờ thằng Mạnh chở lên bưu điện huyện gọi điện xem thế nào bà. Biết đâu nhà mình khổ quá, ông trời thương nên đã cho ân nhân giúp chúng ta. Tôi thì tôi nghĩ ông nên bảo thằng bé đi cùng vào ngân hàng hỏi trước xem cái thẻ này là của ai trước đã. Chúng ta đang cầm nó có vi phạm pháp luật không ông ạ? Trên đời này làm gì còn người tốt như thế chứ. Ừ, bà nói cũng phải. Chiếc thẻ này vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng ngân hàng lại từ chối trả lời những thắc mắc khác của chúng ta. Chú phải gọi điện cho chủ nhân của chiếc thẻ thôi ạ. Vậy là yên tâm, chúng ta không bị lừa. Còn chắc chắn là phải gọi cho người ấy rồi cháu ạ. Thưa chú, chú Khang phải không ạ? Cậu là... Dạ, cháu là Hưng, người đã giấu chiếc thẻ ATM bí mật trong chiếc áo khoác cũ đó ạ. Ngân hàng vừa gọi cho cháu để xác nhận. Cháu làm việc ở tòa nhà bên cạnh nên vội chạy sang đây. May mà vẫn còn gặp được chú. Chào cậu Hưng. Chiếc áo... Cháu chỉ muốn góp một chút sức mọn để giúp đỡ những người thực sự khó khăn nên mới phải dùng đến cách này ạ. Đây là mật khẩu rút tiền của thẻ, trong đó cũng chỉ có 10 triệu thôi ạ. Chú hãy dùng nó để sửa sang nhà và đỡ tiền chợ búa trong một thời gian. Chú đừng ngại chú nha. Cháu tốt quá, sau này có cơ hội gia đình chú sẽ liên lạc với cháu để trả lại. Vâng ạ, cháu cũng mong sớm có ngày đó chú ạ. Tôi thấy chúng ta thật may mắn. Tôi rất tự hào về ông. Dẫu còn nhiều lắm khó khăn, nhưng với sự nhường nhịn dành cho người khác, cuối cùng nhà mình lại được người tốt giúp đỡ, thoát khỏi cảnh không tiền của sau bão lũ ông mà.